một cái của tôi. Và bây giờ khi chúng ta chuyển từ there is, there are sang dùng động từ has, vậy chúng ta sẽ chuyển lại cái danh từ để làm chủ ngữ, đấy là gì nhỉ? My new house. Nhà mới của tôi thì có cái này chúng ta sẽ sử dụng động từ has là my new house has có bao nhiêu? Three floors. Ở trên là có 3 tầng. Trong căn nhà của tôi có 3 tầng. Còn ở dưới chúng ta sẽ biết là căn nhà mới của tôi có 3 tầng. Như vậy chúng ta chú ý cách chuyển đổi từ dùng there is, there are sang dùng động từ has. Câu này cô đã hướng dẫn các em rất nhiều lần rồi nhá. Câu thứ hai là đây là động từ cycle là đạp xe. Đây là bạn ấy nói rằng tôi đạp xe đi đến trường hàng ngày. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta sử dụng động từ cycle là đạp xe thì chúng ta sẽ nói rằng tôi đi đến trường hàng ngày bằng xe đạp. Và đi bằng cái gì thì chúng ta có gì nhỉ? Với từ ba như vậy sẽ là gì nhỉ? I go to school. Tôi đi đến trường bằng xe đạp. By every day. Tôi đi đến trường bằng xe đạp hàng ngày. Nhá. Như vậy bằng cách này chúng ta có thể chuyển các câu ví dụ như là câu I drive to work every morning. Tôi đi đến trường, đây là tôi lái xe gì? Lái xe thì phải là lái xe ô tô. Còn xe đạp thì chúng ta phải dùng là cycle, đạp xe đạp đi đến trường, còn lái xe là lái xe ô tô. Như vậy là chúng ta thay vì nói là lái xe đi làm thì chúng ta sẽ nói là đi làm bằng xe ô tô, đúng không? Sẽ là ai? Đi làm xe ô tô sẽ là gì? Đi làm, đúng. By car đi bằng xe ô tô đi làm nhé. Every morning.